gì vậy? Khi từ ra đây là... Không, bây giờ anh có thích món quà không? Sao thích đây là? Đây. Đâu? Đây, nó xem. Từ từ mới được là từ sau nó xem vào. Từ từ. Điều hai bánh thật ra. Ừ. Thật ra? Ờ. Chào. Thế mà đứa đây là vui à? Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm giảm cân. Hiện tại mình đang dùng đó là trà quất bí xanh nha mọi người nhá. Thành phần 100% chất xuất từ bí xanh nha mọi người. Thì đây mình sẽ đọc công dụng cho mọi người cùng nghe này. Đây, công dụng của nó là hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, giảm béo, hỗ trợ săn cơ, eo thon dáng đẹp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cho mọi người cùng xem này. Đấy, thì hiện tại mình đang sử dụng trà cốt bí xanh này, thì một ngày mình sử dụng đều đặn một gói từ lúc mình sinh xong ấy. Thì mọi người cứ hay thắc mắc là tại sao về dáng như vậy, thì mình sử dụng trà cốt bí xanh nha mọi người nhé. Thì mọi người phải trên 3 tháng sau sinh, 3 tháng thì mọi người mới sử dụng được sản phẩm này. Đó, mọi người pha với từng ngày nước, uống trước bữa ăn 30 phút nha mọi người. Nó rất là dễ uống luôn, như nước ngọt luôn mọi người ạ. Như cái trà bí đao của mình ấy. Đấy, thì bạn nào muốn sử dụng trà cốt bí xanh này thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo của mình để được tư vấn nhé mọi người nhé. Chúc mọi người sớm về dáng và đẹp da nhé. Hello, chào tất cả mọi người, Ngọc Phương Thảo đây. Thì mọi người ơi, mình cũng vừa với mọi người vừa đóng hàng, vừa đi hàng xong. Thì mình ở quê ấy, nên là mình phải mang ra tận ngoài mới gửi được. Thì ở trên phố ấy, người ta đến tận nhà người ta lấy đấy. Vừa mới nhận hai thùng hàng về, chuẩn bị đóng hàng tiếp cho mọi người đây. Thì cả ngày hôm nay chưa ăn uống gì mọi người ạ. Chỉ vừa đóng hàng rồi chạy đi chạy lại lo cái giấy đóng hàng này các kiểu này đấy. Vì ở quê ấy, mình vừa cưới mình đã lên Hòa Bình đâu, đã lên chỗ làm việc của mình đâu, nên là bây giờ quê thiếu cái này cái kia đấy, chạy đi chạy lại bây giờ vừa mới ra ngoài lấy hai thùng hàng về đấy, túi bóng gì à. Thì mình cũng cả ngày nay cũng chưa nói chuyện với anh Chiến đâu mọi người ạ. Anh Chiến thì tuần này có nhiều chuyện, anh cưới xong nhiều chuyện nên là anh cũng áp lực nhiều thứ, cũng mệt mỏi, cũng vừa ốm xong ấy mọi người. Thì mình muốn tạo một bất ngờ anh Chiến để anh Chiến có chút động lực để cố gắng hơn để sẽ ra nhiều video cho mọi người hơn và vui vẻ trong cuộc sống hơn. Thì mình đã chuẩn bị món quà cho anh Chiến rồi mọi người ạ. Món quà tận 9 tháng 10 ngày nữa nó mới ra ấy mọi người. Ta-da! Đây là quay thứ hai ấy mọi người ạ. Thì mình sẽ dành tặng món quà cho anh Chiến. Anh Chiến nằm ở trong phòng ấy. Bây giờ mình sẽ vào mình đưa món quà cho anh Chiến xem anh Chiến phản ứng nào nhá. Vì mấy hôm nay anh Chiến cũng vừa chỉ tiêu ra thì món quà này bây giờ chỉ tốn tiền đó mọi người, 9-8-10 ngày nữa nó mới ra. Bây giờ mình vào mình cho anh Chiến xem, anh Chiến vui vẻ lên không? Anh Chiến cũng đang muốn cho em ấp có một đứa em đấy mọi người. Thì vào trong nhá. Em nhiều đội đang dâm. Mệt cái gì, cưới xong vui vẻ em chứ cứ ỉu tiêu cả ngày nữa ở trong phòng ấy. Anh mà đi viện về không thấy là phải nói thế nữa. Ít nhất cũng phải ra đóng hàng nên hỏi thăm em câu cả ngày. Cơm gì ạ? Đi hỏi thăm câu nào. Cơm gấp bây giờ này. Ngồi im đây xem nào. Sao em? Có món quà muốn cho anh xem này, anh muốn xem không? Em biết là anh rất là thích cái này rồi. Em biết nhưng mà món quà này nó hơi tốn tiền mà, nhưng mà nó sẽ vui vẻ cuộc sống hơn. Là gì? Từ từ em đóng cửa lại, không nữa bố mẹ nghe thấy. Quà này không cho không nói nghe thấy là sao? Món quà này em nếu mà anh thích thì nhận, không thích thì thôi. Nhưng mà đây gì vậy? Gì vậy? Khi từ ra. Không, bây giờ anh có thích món quà không? Sao thích đây là? Đây. Đâu? Đây nó xem. Từ từ mới được là từ sau xem. Từ từ. Điều. Ui. Hai bánh thật ra. Ừ. Thật ra? Ờ. Chào. Thế mà đứa đây là vui à? Vui không? Vui chứ. Thế bây giờ anh cho em tiền. Tiền à? Ừ. Thế bây giờ anh phải vui vẻ trong cuộc sống, anh phải giúp em làm cái này cái kia. Chứ bây giờ em bụng mang dạ chửa này, bây giờ em biết làm thế nào. Thật. Thật thì mày đi khám nữa. Anh em xem nó đạp bình dịch lên này. Đúng là con trai của ta. Nghe gì không? Nghe gì đâu? Nghe gì đâu? Nghe gì? Bây giờ nó mới được mấy tuần, bây giờ mới được 1 tuần. Bây giờ bác sĩ bảo là
bây giờ phải ăn uống nhiều vào. Thật không? Chồng phải bơm tiền thật nhiều lên. Bơm ý là bây giờ cứ có tiền là phải đưa đây. Có thật không? Anh đang mừng vội đấy. Bác sĩ bảo là chắc chắn là 100% con trai. Thật không? Thật. Bây giờ bác sĩ bảo là món quà này phải 9 tháng 10 ngày. Bây giờ chồng phải vui vẻ, phải đưa vui tiền. Vui vẻ là gì nữa? Thế bây giờ làm việc nhà đi. Thế bóp chân bóp tay người ta rồi. Nào, bóp chân này đi lại cả ngày rồi. Chân tay cũng mềm. Cũng hàng mềm lắm. Để có được cả ngày này. Đã ốm mà, tìm ai cố gắng. Thì cố gắng cái gì bây giờ? Đi viện về đấm lưng các kiểu này. Đấm nhẹ lên phu ai con ra bây giờ. Nhẹ rồi gì nữa. Ôm dồi. Nhưng mà nếu mà món quà này mà 9 tháng 10 ngày nữa nó không ra thì thôi nhá. Cái gì? Ví dụ, đang ví dụ. Nói lên điên à? Hiểu kiểu gì? Thì cái quay này của chị hàng xóm. Chị hàng xóm bây giờ tao làm gì? Thì em thử xem anh vui không? Em có ngay thấy chị đấy đang mua. Tao biết ngay mà đang vui mà lại thật thế. Sao đâu? Trêu thế thôi. Sao anh thích con bé thế? Từ bây giờ phải có em bé anh vui là. Dậy, em Nhi ngoài kia không ai trông gì à? Trông bao ngày rồi mới 8 năm rồi làm thế đấy. Dậy, nhanh lên. Cần có những đứa nữa. Vậy à, đóng hàng mày không là đóng hộ tao. Để mọi người đóng hộ. Không ai gói hàng cho. Mới nghỉ không một tí thôi. Tao đi đâu mày kia là ai thùng hàng về kìa. Chó này. Gì nữa? Tí là ai chim vào đâu? Tí là chim, là chim. Không giúp vợ tí vừa nào. Vừa đắm gì? Nói nhiều vừa rồi ra đóng hàng lại cho mà nói. Mà nói trong phòng làm việc ấy. Thế các bạn. Nó chỉ thích có em bé rồi mà mình biết cái từ lâu rồi. Lúc mình mới đẻ vào lóc ra nó bảo hay làm thêm đứa nữa đi. Cứ rồi giờ này tôi chịu. Tôi không làm được nữa đâu. Đấy cái que này thì mình cho hai cái màu vào thôi. Chứ cũng chẳng lấy của chị hàng xóm nào cả. Là mình tự nói ra mình lấy phép đấy. Đây các bạn đừng tin nhé. Đây là mình không có sửa đâu. Đây là đánh vào bụng cho các bạn tin không? Các bạn mình có chửi đấy. Bạn nào muốn eo thon dáng đẹp về dáng nhanh ấy thì mọi người cứ liên hệ qua bên mình nhé mọi người nhé. Thì mình có bán trà giảm cân. Thì mình sử dụng cái trà từ rất lâu rồi, mình thấy uy tín. Thì mình có để số điện thoại ở bên dưới phần mô tả ấy, phần bình luận ấy, mọi người cứ ấn vào đấy để liên hệ cho bạn nhân viên bên mình. Bạn ấy sẽ tư vấn cho mọi người về trà giảm cân nhé mọi người nhé. Thôi kết thúc video, bye bye mọi người. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.